Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Quận 7 nói gì về người tự xưng ban chỉ đạo phòng chống dịch lớn tiếng ở siêu thị? Người đàn ông tự xưng là ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận 7, quậy ở siêu thị bị người dân đưa lên mạng xã hội không nằm trong ban chỉ đạo phòng chống dịch quận 7, hiện tại Ủy ban nhân dân quận 7 đã yêu cầu công an vào cuộc và truy xét người đàn ông này. Trao đổi với Tiền Phong vào tối ngày 29 tháng 8, ông Dương Giao Linh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người đàn ông tự xưng là ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7, quầy ở siêu thị bị người dân đưa lên mạng xã hội không nằm trong ban chỉ đạo phòng chống dịch quận 7. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân quận 7 đã yêu cầu công an vào cuộc và truy xét người đàn ông này. Trong khi đó, công an quận 7 nói rằng, đã nắm được vụ việc trên và đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ trích xuất camera, truy xét người đàn ông trên. Trước đó, vào chiều ngày 29 tháng 8, trên mạng xã hội lan truyền clip dài 1 phút 49 giây, được cho là tại Eon City Map Kinh đào, đường Tôn Dực Tiên, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra tranh cãi dữ dội giữa nhân viên bảo vệ với một người đàn ông tự xưng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7 đi mua hàng cho ban chỉ đạo. Tuy nhiên, theo quy định hiện tại, siêu thị chỉ hỗ trợ bán gom đơn chung và bàn giao cho chính quyền địa phương sở tại. Khi bị nhân viên và bảo vệ ngăn cản, Người đàn ông này còn đe dọa sẽ báo công an quận 7 và hỏi biết tôi không. Người đàn ông này liên tục chỉ tay, lớn tiếng với nhân viên trong siêu thị và nói, tôi cho công an xuống gặp ông. Nói dứt lời, người này sau đó dơ thẻ màu trắng lên nói tiếp, tôi mua cho ban chỉ đạo nha, anh đây ở địa bàn quận 7, dẫn mặt với tôi à, bất chấp sự truy cản của bảo vệ và nhân viên siêu thị. Người này tiếp tục vượt qua dây phong tỏa của siêu thị rồi đi vào trong, tiếp tục lớn tiếng, tôi bước vô nè, thằng nào làm gì được tôi lúc này một bảo vệ siêu thị yêu cầu người này không nên lớn tiếng người đàn ông liền chỉ tay đáp tôi gọi công an xuống ông là an ninh thì an ninh gì an ninh công ty gì thẻ ngành của anh đâu kêu bảo vệ tòa nhà này xuống đây nhanh sau đó người đàn ông này còn yêu cầu bảo vệ anh đưa giấy tờ của anh ra tôi làm địa phương ở đây nè tôi quản lý địa bàn này nè ông biết tôi không người này còn kéo khẩu trang xuống thách thức bảo vệ chụp hình lại